Em Hoàng xin phép gửi lời chào trân trọng tới toàn thể anh em nhé. Hôm nay thì em Hoàng xin phép giới thiệu tới các bác một trong những cái mẫu đẩy mới nhất của năm 2024 của hãng rất là lớn, đó là hãng DK Pro. Thì con này trước mắt các bác nó có model là K4 1200 SP. Dòng đẩy này thì vào năm 2024 này thì anh em người ta đã thiết kế rất là xịn sò với 80 suất NJWK cùng với 16 tụ lọc nguồn, cùng với con nguồn đồng xuyến rất là lớn là nguồn 23 cm anh em nhé. Thì trước mắt các bác đây là cái giao diện phía trước mặt của con đẩy, anh em có thể nhìn thấy là hãng người ta đã thiết kế rất là trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết, từng cái đường nét của nó nhìn rất là nét, rất là mềm mại và rất là sang. Thì các bác cũng có thể thấy trước mặt đây nó có một cái màn hình LED hiển thị rất là chi tiết, em Hoàng sẽ bật lên để các bác cùng nhìn màn hình LED của một trong những cái dòng đẩy hiện đại nhất của năm 2024. Đấy, các bác có thể thấy ở đây là 4 channel của nó để thể hiện cho 40 kênh, anh em dùng cho 4 loa hoặc là anh em dùng một đôi loa full 30 và hai quả súp. Đấy, và trước mặt thì cái màn hình của nó hiển thị rất là rõ ràng nhiệt độ của từng kênh, nhiệt độ của từng kênh. Ở bên trái nó là nhiệt độ của kênh CH1 và CH2, bên phải là CH3 và CH4. Đấy, và quạt gió nó chạy 1100 và input đầu vào của nó là 202V. Đây, nó báo luôn cả cái điện áp đầu vào đây. Đấy, và con này nó anh em đang để chế độ stereo thì nó cũng có luôn là working mode, cũng nghĩa là chế độ làm việc của nó nhá, đang ở chế độ stereo. Đấy, thì và dưới này nó có sẽ có 4 hàng hiển thị cho 4 cái độ lớn của âm thanh của từng kênh một. Anh em có thể nhìn thấy ở trên cùng là channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Khi mà anh em đánh dàn loa lên thì âm thanh ở cái channel nào nó lên tới bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị decibel bấy nhiêu anh em nhá. Đấy, các bác cũng có thể thấy là một trong những cái mẫu đẩy rất là đẹp và hiện đại của năm 2024, hãng DK Pro. Và những cái dòng đẩy DK Pro mới này thì bên em đang bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi một đổi một trong 30 ngày, lỗi do nhà sản xuất anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm em Hoàng, có số điện thoại 0931655906. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em yêu mến thì nhớ like, chia sẻ cũng là đăng ký kênh ủng hộ cho Hoàng nhé. Và con đẩy này thì em Hoàng bao cho các bác là đánh 4 quả full 30 hoặc 4 quả full 40 thoải mái anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm nhá. Nhớ like và chia sẻ cùng kênh em Hoàng nhá. Xin chào, cảm ơn anh em rất nhiều.